với dòng khuôn chậu siêu nhẹ này thì không nhất thiết anh em phải làm bằng vật liệu siêu nhẹ nhá. Nếu như mà có vật liệu siêu nhẹ thì làm dòng chậu cao cấp thì nó sẽ khác một chút. Tuy nhiên thì quy trình làm mà nó cũng gần gần như nhau thôi. Ngày hôm nay thì bên cơ sở sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà chúng ta sử dụng vật liệu đó chỉ là xi với cát thôi nhá. Xi với cát đây anh em trộn tỉ lệ 1:1 này. Xi với cát này. Đó. Và cũng phải chuẩn bị trước hồ dầu nhá, hồ dầu là xi măng pha với nước. Đấy, cũng như dòng chậu bình thường thì chúng ta đều phải quét nhất chống dính trước. Với khuôn trơn này lưu ý là nhớt chống dính này chúng ta sẽ quét vừa đủ thôi, có ít thôi, có nghĩa là một lớp nó thật mỏng để nó chống nó bị trơn quá khi mà chúng ta làm chậu với tay. Sau khi lớp hồ dầu nó bắt đầu cứng lại thì chúng ta sẽ lắp cái phần này, lắp phần miệng này vào, tấm miệng này vào, sau đó là sử dụng một miếng gạt này, thế là chúng ta sẽ cắt ở cái thùng sơn đó nhá, anh em cắt thùng sơn nó vừa dẻo vừa bền này, sau đó sử dụng vữa ta bà vào đó. Đây là phương pháp làm vét tay nhé, kéo từ dưới kéo lên đây này, nó rất là dễ đâu. Nếu mà những lần đầu tiên thì anh em làm là nó có thể là sẽ bị trôi vữa, tụt vữa xuống là do là có thể chúng ta trộn nó sẽ ướt quá, nó sẽ tụt à. Còn trường hợp khô quá thì nó sẽ không bám. Ngày chúng ta sẽ tháo bộ này ra. Ở phiên bản cải tiến nhé, thì cơ sở sẽ làm luôn vỏ ngoài nó liền luôn. Chúng ta sẽ bớt đi một công đoạn là tháo tấm bánh như này nữa, đỡ mất thời gian và nó sẽ không có mơ vía cùi nữa, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, chúng ta nhẹ nhàng tạo từ mảnh ra, đẹp đấy. Đó, phải nói là với dòng trơn nhá, dòng trơn thì cái mặt bóng này là điều đầu tiên này, và cái độ tròn nó sẽ hết sức quan trọng nhá. Chính vì vậy mà cơ sở sử dụng bộ khuôn này là hoàn làm liền trên một cái phôi tròn và bóng này, cho nên sản phẩm chúng ta ra nó sẽ không bị biến dạng, không bị tam sao thất bản, không bị méo mó, rồi không bị rỗ ở những điểm như này đó. Đây nó chính là cái ưu điểm của phôi gốc nhá. Được một sản phẩm da chậu này tương đối nhẹ nhàng đẹp bóng, và đặc biệt nhé, phần mơ vía nhé, nếu như dòng chậu này mà những khuôn không chuẩn thì cái đường mơ vía này của nó thứ nhất là sẽ không được thẳng, thứ hai là nó lồi lõm mà mơ vía rất lớn nó xấu nhé. Với khuôn này thì mơ vía cực kỳ nhỏ luôn, nhé mà xem mơ vía nó rất là nhỏ này, để sơn lên chúng ta sẽ không nhìn thấy mơ vía nữa, thì chúng ta sẽ lấy ráp và trà qua một lượt nhé, không cần phải xử lý nhiều, lấy ráp trà qua một lượt sơn này sẽ không thấy cái đường viên này đó, kể cả ngay đường như này gần như là không thấy luôn rồi, nhưng mà ta ráp là không thấy luôn.
Rồi với cái bộ khuôn trơn, khuôn ống trơn theo phong cách châu Âu này thì sẽ là một trong những mẫu chậu mà có lẽ bán sẽ rất chạy trong thời gian tới, đặc biệt là cái nhu cầu nhà ống, nhà phố hay siêu thị hay trung tâm thương mại sử dụng dòng chậu trơn này để trang trí rất là nhiều. Vì vậy mà anh em làm chậu cảnh nên đầu tư cho mình một vài mẫu mới này để thay đổi cái form chậu, thay đổi kiểu dáng chậu cũng như là cái cách chơi chậu ở trong sử dụng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác anh em ở video tiếp theo.